Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách chúng ta di chuyển một cái đối tượng trong Navisworks Thì việc di chuyển một cái đối tượng trong Navisworks thì mình nghĩ là cực kỳ là đơn giản Bởi vì nó có lệnh rồi, chúng ta chỉ việc thực hiện thôi Nhưng mà các bạn nên cân nhắc là việc các bạn di chuyển đối tượng trong Navisworks Hay là trong cả cái ứng dụng các bạn import vào trong Navisworks Ví dụ các bạn thực hiện việc thay đổi vị trí của đối tượng thì nên thực hiện trong Revit hay Và trong AutoCAD thay vì các bạn thực hiện nó trong Navisworks Ok chúng ta đi vào cái lệnh di chuyển đối tượng này Ở đây mình có cái công trình uh, giống như video, video trước ấy. Ở đây mình có một cái cục này trên trần nhà như thế này Bây giờ mình sẽ chọn Chọn cái uh, đối tượng này Sau đó các bạn thì thấy nó sẽ xuất hiện một cái tab gọi là item tool Trên thanh ribbon Các bạn kích chọn cái item tool này Thì uh, các bạn thấy nó có cái lựa chọn move Ở đây thì bạn kích vào lựa chọn mua Đấy, thì các bạn thấy ở đây nó hiện cho chúng ta là ba cái ba uh, cái mũi tên tương ứng với cả ba cái trục các bạn di chuyển thì để di chuyển uh, đối tượng này thì các bạn chỉ việc cầm giữ vào cái mũi tên này và các bạn thực hiện việc di chuyển thôi đấy các bạn có thể di cầm mũi tên này cầm mũi tên xanh di chuyển lên trên đấy Họ cầm mũi tên đỏ di chuyển như thế này thì việc di chuyển này rất đơn giản nhưng mà các bạn thấy là cái sự khác biệt của việc di chuyển này so với cái thằng override transform mà mình hướng dẫn trong video trước ấy, thì là chúng ta không có cái độ chính xác trong cái việc di chuyển này. này mình chỉ di chuyển là ví dụ di chuyển cái cây hay cái gì chứ nếu mà các bạn di chuyển một cái đối tượng mang tính chất tính kỹ thuật mang vị trí đặt chính xác rồi thì bạn không nên sử dụng cái này. và khi các bạn di chuyển một cái đối tượng trong navisworks thì nó luôn luôn có cái lựa chọn để các bạn trở lại cái vị trí ban đầu cho chúng ta bằng cách là các bạn kích chuột phải vào đối tượng này rồi các bạn uh, có một nút là reset item và các bạn kích vào reset transform thì nó sẽ trở lại cái vị trí ban đầu trước khi các bạn di chuyển đấy ok vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cách di chuyển một cái đối tượng trong nó xuống à, cách làm thì rất đơn giản nhưng nên làm hay không thì đấy là tùy thuộc vào các bạn ok hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo